lễ thôi. Bẻ mày đâu, anh thấy mày nhảy ngay bằng mày đâu. Anh cứ ở dưới đấy đi, em lên đón thằng ấy cái. Quay cái này 4224 đúng không? À ừ. 4224. Ngay chỗ con vừa lấy thôi, con đỏ đỏ này, đây đứng chỗ con đỏ đỏ này. Dắt xếp à? Hay làm sao mà giống như ấy? Con đỏ đỏ 4224. Anh cứ ở dưới đấy để em dẫn thằng em nó vào. đây đây con đỏ đỏ đây con đỏ đỏ đây con đỏ đỏ đây mẹ lại lươn nó chích cho à? Mẹ bố mấy con lươn này đâu rồi lươn đâu mày đâu lươn lươn em đang anh có thấy đoạn số nào lươn lươn nó giật không đi ở đây chạy ở đây đi anh ở sau lưng mày này đây đây bên đây này đây đây bên đây này có sứa cẩn thận ôi tí vào sứa theo anh à đây này quay đi cái chỗ dưới này này cắt ra đoạn chứa ngoại đào viên nhá nhìn này rồi đi xuống này đi xuống à xuống ồ đó ôi đây là cái gì đây, đây ôi cởi áo áo lặn ra cởi áo lặn ra không biết cái gì không biết đúng không đúng rồi trời ơi gà quá mà ô mày cứ bờ rô như anh đâu ôi hóa ra đây là một hang mới ạ à. Ôi nhìn đẹp ấy đẹp mà ôi chỗ này ôi kiểu đảo lộn trọng lực ấy anh vừa đi khám thám thính chỗ này xong chưa có những cái gì ấy có gì không đi đi quanh để xem qua có gì không em em cũng đang đi loanh quanh đây anh đi quanh để tìm xem nó có cái gì hay hay không khám phá luôn ôi chỗ này ảo loay ôi ôi có hang sâu rồi đâu à cái hang này đi vào cái chỗ vừa lẫy à ừ. đây là nước Ra mà này đó nó đi vào con này đi vào con chắc đi là vào có rồi đấy con này chắc có đi vào à đi vào này chơi đi đánh nó đi mày hết nước thì tao không sợ đâu cắm lận là chết rồi mẹ luôn là tiếp theo rồi thì nó không ở nước thì sợ là gì nó mẹ lại chơi trò à dụ hóa dỗ ra à bọn này vẫn đi vào rồi ok hiểu đây là cái hang của bọn chùa ui cái hang này mỗi thế là đi không có xem gì nữa à? đi xem artifact không đi xem artifact không cái hang này đẹp à Em đang đi trên mặt nước của cái hang này gọi là đi theo đường nước nhưng mà đến chỗ này là nó hết rồi. đó mọi người tập trung lên nào dịch chuyển đây dịch chuyển đi ăn cái đun nữa để tăng XP đi đang hết XP rồi đi farm alpha cũng không có nhiều XP đâu Đâu, anh xuống anh đấy. xuống anh dịch chuyển này Rồi ok. anh em đến khu vực khó trước chỗ đấy có nhiều đấy này đấy chỗ này màu đỏ lên mọi người nằm xuống đi Cái gì nằm xuống cái gì? À, lại anh lại đến do từ em đấy hả? anh đến chỗ khó nhất địa ngục ấy Thì nằm xuống do cho từng an em toàn mà. chỗ này có nhiều run để cho anh bưởng nhặt run đã lấy đi nhiều điểm XP vào Cái quả rô từng em này xong rồi đi vào đổi màu các kiểu ui mỗi tội anh bày lại ok đến chỗ rồi nhá đi rồi từ 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 đã lát được đâu